Quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với Nghĩa Audio. Hôm nay trong nội dung clip này thì mình xin test một cái bộ dàn này để gửi cho anh em. Với bộ dàn này đây thì đang sử dụng hai cặp loa, một cặp là Pullin Sound Q212 phiên bản hàng cao cấp nhất của hàng Pullin Sound, thứ hai là một cặp loa CAF KB12 bát 30. Vì phòng này nó rất là rộng cho nên là em sẽ ghép cho anh một cái hai đôi loa bát 30. Nó rộng tầm khoảng 40m anh em nhé, phòng khách 40m. Mình có thể xử lý được những cái âm thanh nó chất lượng hơn. Thì ở trong nội giờ cái bộ dàn này thì có những cái sản phẩm sau đây, em xin list qua nhanh cho anh em có thể tham khảo được. Ở đây là có một con đẩy AAP STD8004 này, AAP 8004, hàng chính hãng của Tân Cường phân phối, được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc anh em nhé. Và thứ hai là một con đẩy, một con vang số hàng cao cấp, chạy chip Mỹ của hãng PS Audio với mã hàng là KX8006. Thứ ba là một bộ micro không dây của thương hiệu BDM8+, một trong những dòng mic rất là hay ở trên thị trường hiện nay. Đấy, em đang bật một cái đây thì nó đang ở chế độ nghỉ, nó hiện cái mặt trăng lên anh em này. Đấy. Với cục đẩy này thì nó thiết kế rất là đẹp, khi anh em bày phòng khách có thể là cái mặt cầu này, đấy, bóng gương bóng này. Có màn hình hiển thị điện áp đầu vào và nhiệt độ cho anh em. Đấy, hai logo AAP ở trên mặt, đấy, mặt trắng đen kết hợp, nhìn rất là sang. Với cái đôi loa Pullin Sound này với mã hàng Q212 thì em có thể quay ra đằng sau cho anh em có thể thấy được. Ở đây. Đấy. Đấy, quay sẽ xuống sâu cho anh em nhé. Q212 anh em nhé. Đây. Pullin Sound Q212 của Germany, của Đức này em này. Đấy, một cặp loa của Đức này kết hợp cùng một con loa CAF BK12, một thương hiệu đến từ Italy. Một con đẩy 4 kênh STD8004 tạo nên bộ dàn này. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho anh em về cái chất âm của những cái bộ dàn như thế này anh em nhé. Về hát karaoke các thứ. Karaoke một đoạn anh em nhé. Ok, vậy mình đã thử xong cho anh em một cái bộ dàn này và mình xin báo giá lại cho anh em để có thể biết được cái cân đối được cái giá của nó anh em nhé. Đối với bộ dàn này thì em lắp cho một anh
ở thành phố Hồ Chí Minh, một nhà buôn bất động sản cho anh em. Thì bộ dàn này thì có trị giá là 43.200.000. Thì em xin đọc giá từng thiết bị một để cho anh em có thể tham khảo được giá ở trên thị trường anh em nhé. Đối với cái dòng loa Pulin Sound mã hàng cao cấp nhất Q212 này ở bên mình thì đang bán với giá là 12.500.000 một cặp anh em nhé. Và một con đẩy AAP của Tân Cường phân phối hàng chính hãng với mã hàng STD8004 ở giá là 12.500.000. Một con vang PSKX8600 chạy chip đời cao nhất luôn, 21571 của thương hiệu Diva Analog, rất nổi tiếng trên thế giới. Tiếng chất lượng thì đã đi rất nhiều công trình từ phòng hát to nhỏ các thứ đến nay thì được rất nhiều anh em đánh giá cao. Ở trong bộ này thì có trị giá là 6.200.000 một con vang. Và một bộ micro với cái mã hàng là BDM8+, thì con micro này với giá là 4.500.000 anh em nhé. Tất cả những sản phẩm ở trong này thì đều là được bảo hành chính hãng là 12 tháng anh em nhé. Một cặp loa CAF với mã hàng là KB12 bass 30 có giá là 7.500.000 anh em nhé. Đó là toàn bộ trong cái combo này. Mọi chi tiết anh em liên hệ đến Nghĩa Đô qua hai số điện thoại là 0934573743. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Mọi chi tiết thắc mắc anh có thể liên hệ hai số điện thoại em đang để trên màn hình đây anh em nhé. Xin chào anh em. Này thì em sẽ test luôn cho anh em một cái phần nhạc. Nghe nhạc anh em nhé, nghe nhạc. Xin mời anh em cùng lắng nghe. Đây là thể loại nhạc mạnh em nhé, đánh có thể là rung hết cả người, cho nên là anh em hãy đeo tai nghe để mình có thể nghe được những cái âm thanh âm trầm nó xuống sâu đấy, mình cảm nhận được. Còn nếu anh em nghe bằng điện thoại thì những cái giải trầm sâu nó sẽ bị cắt anh em nhé. Em sẽ mở một đoạn DJ mạnh để cho anh em cảm nhận được cái chất âm của nó nhé.